chưa bao giờ có một chuyến bay nội địa từ Sài Gòn đi mà trễ như thế này. Hiện tại đây là chuyến bay cuối cùng trễ nhất từ Sài Gòn đi Đà Nẵng là lúc 8:35 tối. Và lý do vì sao tôi đi Đà Nẵng thì lát nữa tới Đà Nẵng tôi kể cho mọi người nghe tiếp. Bộ đồ này vừa mới kịp thay trên xe cách đây chắc là 7 phút thôi, còn đúng 5 phút để lên máy bay trước khi cửa đầu. Let's go. Hello. Tụi mình vừa mới đáp xuống sân bay và bây giờ tụi mình sẽ đi bộ qua ga quốc tế và chúng mình sẽ đón chuyến bay lúc 1 giờ sáng đi Kuala Lumpur. Yes. Thời đã từng đi bộ từ ga quốc nội Tân Sơn Nhất sang quốc tế. Hôm đó là lần đầu tiên anh đưa em ra sân bay đúng không? Yeah. Right. Oh my god, lúc đó là chưa quen nhau nữa đó mọi người. Lúc đó là anh Jim mình đang cua Chloe xong rồi Chloe có một chuyến work trip đi Hàn. Thế là tranh thủ anh Jim đưa Chloe ra sân bay. Sao vậy anh? Nấp nấp. Thôi đi. Ai? Random. Tự nhiên đừng đi dừng lại. Thôi mới nhận ra đây là lần đầu tiên mình đi sân bay quốc tế Đà Nẵng. Và thôi thấy nó đẹp quá mọi người. Đẹp quá. Well, welcome to Đà Nẵng International Airport. Thôi biết Đà Nẵng là điểm đến yêu thích của Hàn Quốc bây giờ mới thấy. Toàn là những hãng của Hàn Quốc. Ở trong kia có Lotte Duty Free. What? Yes. Ở sân bay Đà Nẵng có Lotte Duty Free. Đã check in xong xuôi. Anh quay cho em này. Rồi anh quay cho em. Ghét ghê á. Hello, đây là passport, mọi người nhìn passport nè. Không có gì hết đó, nothing to see. Rồi. Entry. Entry. Hiện tại thì Chloe còn khoảng 5 phút để có thể tẩy trang, rửa mặt, đánh răng, gỡ lens. Trời, xong hồi nãy ở Sài Gòn Chloe đi event cho nên makeup mắt còn đậm nữa chứ. Cho nên bây giờ phải tẩy trang mắt nữa. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to complete stop. Once again, thank you and good morning. Sau hai chuyến bay ngắn với một chuyến bay rất bất ổn giữa trời mưa bão thì Chloe và Jim đã hạ cánh ở KL thành công và tụi mình đang trên đường qua nhà của Christina để sửa soạn cho một ngày dài trước mắt. Đã 2 năm rồi thì Chloe mới gặp lại Malaysia nhưng mà tiếc là đợt này Chloe không có thời gian để ở lại lâu cho nên chúng mình sẽ enjoy 2 ngày ở đây nhất có thể nha. Sớm trời nó còn mưa. Chứ bây giờ thấy khu này vắng như vậy mọi người ạ. Sau một hồi liên lạc với nhau từ xa bởi vì Christina đang bộ make up, thế là hồi nãy có một bạn trợ lý make up sẽ đón Chloe. Thì bây giờ Chloe đang ở trong phòng tắm của Christina. Tụi mình sẽ có khoảng một tiếng để mà make up để đến cái location của tiệm. Chloe cũng không biết vì sao sau hai chặng bay nhiều sự thiếu ngủ mà bây giờ mình vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn function như thế này được. Đây chắc chắn chính là cái sự ham vui và cái niềm vui khi mà chuẩn bị được gặp lại rất là nhiều người bạn cũ của mình. Bởi vì lần này qua đây thì Chloe không những là gặp Christina mà còn gặp lại một vài người bạn Malaysia của mình nữa như là Jessica. Mà lát nữa thì mọi người sẽ được gặp. Rửa mặt. Đây là thả song dưỡng mà Chloe rất thích gần đây của Galon. Đây là song dưỡng dòng Kiss Kiss Be Glow, là nó có màu một chút, màu 309 Honey Glow.
Tiếp theo thì Chloe sẽ đắp mặt nạ cùng với Folio UFO 2. Dạo này thì tần suất du lịch của Chloe nhiều quá, cho nên Chloe cảm thấy là mình cần phải chăm da kỹ hơn. Cho nên là Chloe mang UFO 2 đi để mà đắp mặt nạ, bởi vì đắp mặt nạ với bạn này chỉ có 90 giây thôi. Bây giờ thì Chloe sẽ đắp mặt nạ cùng với H2 Overdose. Nghe là thấy rất là nhiều của sự ẩm ở đây. Chloe có mang một cái nữa là Call It A Night để mà đêm có thể xài. Còn bây giờ thì mình cần phải cấp ẩm sau một đêm rất là thiếu ngủ trên máy bay. Chloe đã từng review chi tiết cái máy UFO 2 này rồi, nhưng với bạn này mình chưa xem á, thì mọi người thấy đây nó có đèn đỏ đây không? Thì đây là hệ thống đèn LED được customize để mà phù hợp với từng tình trạng da. Và cái đèn LED màu đỏ này là để giúp phục hồi cũng như là ngăn ngừa lão hóa da. Xong rồi cái máy này cũng có công nghệ sóng Lumitisonic như những cái máy khác của Folio á, cho nên là sẽ massage để mà đẩy tinh chất vào sâu trong da hơn. Bây giờ đèn chỉ có màu xanh lá rồi và máy đang làm lạnh lại sau một khoảng thời gian làm ấm lúc nãy, thì cái sự làm nóng rồi làm lạnh này cũng sẽ giúp da mình hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Và trộm vía là đắp xong á, da mình nó sẽ căng bóng đủ ẩm hơn ngay lập tức. Rồi, bây giờ thì Chloe sẽ thay đồ, sau đó Chloe sẽ ra ngoài make up cùng với Christina. Get ready xong mới nhận ra là mình đã tới Malaysia rồi. Sao mình đi quá dài. Is that your outfit? This is a surprise for you in the past. So we're changing to that? I'm the first to know. I'm the first to know the location too. Yeah, in Seoul. Oh my god. May là Colin mượn bạn tóc của Christina để làm tóc của Colin. Yeah. Chứ không nhận gym nữa, tóc nhận gym xỉu. Anh gym xỉu luôn á. Bây giờ là mấy giờ Han? Mình đã lên được xe rồi. 9:10. Tất nhiên qua đến đây thì đồng phục khẩu trang của mình sẽ là Six Club. Và hôm nay bởi vì dress code là tím và xanh, cho nên là Chloe đang mặc đồ xanh. Nhưng mà có một update là Chloe chưa kịp ăn gì hết, cho nên hơi đói một xíu. Rồi ngoài trời mưa quá mọi người ơi. Nó to ồn luôn. 9 giờ to ồn. Hôm nay sẽ là một ngày đầy bất ngờ, Chloe nghĩ vậy. Chủ tiệc book xe và chủ tiệc chưa tới, nên tụi mình đang đứng ở trong bãi đậu xe của một cái siêu thị. Bây giờ tụi mình sẽ chờ người đến đón, tụi mình cũng không biết người đến đón là ai luôn. Soon after. Welcome to Miss Kwan Wonderland. Hello. Hello, nothing. Oh my god, so extra. Đây là hướng dẫn sử dụng những cái merch. Xe này đầu tiên là chiếc gối cổ. Bởi vì chúng mình sẽ di chuyển đến Genting. Đây sẽ là lần đầu tiên mà Chloe đến Genting. Và ở đó sẽ có một cái theme park với công viên giải trí. Tiếp theo chúng mình sẽ có quyển sổ. Quyển sổ để làm trên xe thì chưa biết, chưa có nghĩ ra được. Tiếp theo có một cái couch. Cái quạt thì Chloe nghĩ là rất là phù hợp nếu mà thời tiết hơi nóng. Cuối cùng mình có một cái áo nữa, áo đồng phục hôm nay. Không biết sao Chloe mặc được, mình lấy làm gì cái hình gì nào. OK, chúng ta sẽ xem cái chìa khóa này. Chúng ta sẽ cho nó. Kể khúc này trong vlog nữa là bây giờ khi mình đã đến Malaysia rồi, thì anh Jim và Chloe mới book khách sạn. Xịn không? Xịn được không? May mà còn kịp mua vé về rồi, chứ không thôi là hải quan không cho bay qua đây. And then Chloe, she's all the way from Vietnam. Now I have Zim boyfriend. So, like all the way from Vietnam. So, respect. 半夜一点的飞机，但他到这边刚才4点早上。 Để vào theme park Miss Kwan Wonderland. Exclusive boarding pass. Jessica. Hello. This is the Miss Kwan Wonderland. Thank you. Congratulations. Yeah, for her birthday. Oh my god, really? Hôm nay giống như là được trường Jenny field trip. Mà đi chơi theme park. Và sau hơn 2 tiếng trên xe từ Kuala Lumpur đến Genting thì chúng mình cũng đã đến địa điểm của bữa tiệc, cũng là lý do chính của chuyến đi này. Chloe và Christina thì đã làm bạn với nhau được gần 6 năm và đây là lần đầu tiên mà Chloe có thể đến dự tiệc sinh nhật của bạn mình sau rất nhiều năm chỉ thấy hình về các bữa tiệc hoành tráng trên IG.
Không những vậy mà tụi mình còn có khá là nhiều bạn chung ở Malaysia, và đây cũng là những khách mời của bữa tiệc này. Chính vì vậy cho nên là chuyến đi này càng có ý nghĩa với Chloe hơn, vì đây như là một dịp tái hợp của Chloe với những người bạn Malaysia thân thiết của mình vậy đó. Trời đang mưa cho nên mọi người đang phải bảo vệ mấy cái bánh trong lúc chờ mình đã thay đồ ra chụp hình. Xong rồi Chloe mùi nắm với nhau là mình đang đứng ở kiểu VIP waiting for our idol to come out. Superstar. Superstar. Christina K. Christina K. Happy birthday, happy birthday, happy Churros ăn trong lúc ngồi đợi anh Jim một chút. Wow, feels good. Thôi không bao giờ nghĩ đi Malay mà nó lạnh như thế này luôn mọi người. Vì đấy Khởi đây quá lạnh. Thế là anh Jim phải đi mua quần với Khởi ở ngoài. Cạnh ngoài khu này là một cái mall. Thế là anh Jim đi vô H&M tìm quần đại của quần với Khởi mà. It's a snack party right now. Nên đi mua đồ cho Chloe. Hello. Nên đi mở ra. Jean. Yeah. And another shirt. Trên đường từ Genting về lại Kuala Lumpur thì Chloe và Jessica dừng chân lại một quán ăn trên đường rất là nổi tiếng ở khu này là Takki. Đây thật sự là một hidden gem đó mọi người. Quán này như một quán cơm bình dân mà rất là đông khách vì đồ ăn rất là ngon. Yeah, we can just get it. Thank you. Thank you so much. Oh, thank you. Tạo bò tát, and this is the steaming. So tạo bò tát is fish paste. Đây là cá tím chiên với tôm khô. Recommended by the locals. Và đây là món best seller của nhà hàng này. Bây giờ là 1:55. 2 giờ chiều. Hôm qua tụi mình hẹn nhau là hôm nay sẽ đi ăn sáng, xong rồi sẽ đi ăn trưa, xong rồi sẽ đi cà phê. Nhưng mà cuối cùng là hôm qua về Khởi và Jim mệt quá, thế là tụi mình ngủ một giấc thẳng tới 12 giờ trưa mới dậy. Nhưng mà nhờ vậy nên là cảm giác sống lại rồi mọi người, sau một ngày quá mệt ngày hôm qua. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi ăn trưa. Món đầu tiên mà Khởi đăng ký Jessica ngày hôm nay chính là laksa. Yes. Một món noodle mà Chloe rất là thích. Nhà hàng tụi mình hẹn nhau nó nằm trong pavilion. Nó ngay cạnh khách sạn Chloe luôn, nên là không bị trễ thêm nữa. Coffee. But it's really good.
like the milk tea taste comes first and then the coffee. Oh. You guys drink this a lot? I hear Malaysians do drink this a lot in the morning. Wow. I think it's different from the milk in Vietnam. Lý do mà mọi người để trong cái ca nước sôi như vậy á là vì có người thích ăn chín, có người thích ăn sống. And do you use bread to eat with? Most people just eat it by themselves. Thank you. Thank you, chef. Rửa tóc không? It's egg. If you love egg, then you will love it. Yeah. Add a little soup. And you just mix it up. Yeah, look at them enjoying their breakfast. Yeah. Looks like he's enjoying the meat. Love it. So this is hollow, but and put it in to, and it'll melt. It'll melt inside of it. So it's more like, make sure you divide the butter. Finally, you get to try. Love you, love you. So cute. Hồi đó, vì sinh nhật Thời là tháng sau á, mà có thể mình không ở đây, cho nên là hôm nay bạn Thời mua bánh sinh nhật của Thời đúng không? I told them you brought me my birthday cake early. Happy early birthday. Bạn Jessica có một miếng bánh homemade, mình là Jessica may Thời mua bánh. Đây là bánh kẹo hojicha. This is why they're about to open the cafe. The quality is so nice. Lúc nãy Khởi nói mình thèm ăn lạc xa, nhưng mà mãi sau khi ăn no rồi thì bây giờ chúng mình mới đến quán ăn tiếp theo để mà ăn lạc xa. Ở Malay thì thật ra có khá là nhiều phiên bản lạc xa khác nhau. Quán này thì bán lạc xa phiên bản Penang, và bên cạnh đó thì có rất là nhiều bánh ngọt và chè truyền thống, hơi hơi giống Việt Nam mình một chút. Quất lên là nó tắt lên. Rồi về. Tại vì có rất là nhiều loại lạc xa khác nhau, cái sợi miệng khác nhau. Thế là Chloe hỏi Jessica là có quán nào có cái sợi này. Food blogger Chloe Nguyễn. This shop is more modern on now. Yeah, new one, yeah. Which is Malay and Chinese combined together. Bubur cha cha. Bubur cha cha. Okay. Oh, and with the bean. Yeah, so it's like everything mixed. Đây là món đá đào của Malay. Lạnh vẫn. Không bị quá ngọt. Không bị quá ngọt hả? Thơm thơm. Tụi mình đang kiếm chỗ đi cà phê, nhưng mà mới nhận ra là rất nhiều quán cà phê bên này đóng cửa lúc 4 giờ. Nhưng mà đúng là kiểu lần này qua mới thấy có quá là nhiều quán, quá là nhiều đồ ăn. Mình muốn thử, muốn ăn á, bụng không phải chứa nổi trong 2-4 tiếng. Plan tối nay của mọi người là đi ăn đồ Ấn Độ. Bình thường ở Sài Gòn anh Sim nó hay rủ tôi đi ăn đồ Ấn, nhưng mà trước giờ cơ hội không muốn thử đồ Ấn lắm, tại vì cơ hội nghĩ là rất là nhiều vị mà mình không có thích. Nhưng mà nói chung là đồ Ấn bên này thì rất là ngon, theo một người nói rất là ngon, bởi vì bên này người Ấn rất là nhiều. Cho nên cuối cùng finally thì tôi sẽ chịu đi thử ăn thử đồ. Yeah. Tối nay mình sẽ ăn ở chỗ Passage to India. Các bạn bảo đây là một trong những quán ăn đồ Ấn ngon nhất ở Malay. Mà nó không có lai gì luôn á. Nó là rất là Ấn và nó là vùng Bắc Ấn Độ. This nice gentleman here just brought us all the food. Keep touching.
So we just finished dinner. Và bây giờ kế hoạch tiếp theo tụi mình là sẽ đi karaoke. Nhưng mà trước khi đi karaoke thì tụi mình có một món rất là ngon. Is it chicken wings? No. Cho nên bây giờ tụi mình sẽ đến một cái chợ đêm. Tụi mình sẽ mua và tụi mình sẽ sneak in, tụi mình sẽ đem cái đó vô karaoke. Hopefully it's okay. What is that? Oh my god, try it. Đây là cái gì đấy? Mít. Mít hả? Oh. So this place is called Jalan Alor. And now we're gonna look for chicken wings. Lúc nãy mình mua 20 cái đúng không? Là Christina bảo là 80 đồng. 20 ngàn một cái cánh gà. Đây là bên email rồi. Nha, đúng giá. Thank you. Hidden karaoke place. Khơi nghĩ là mình sẽ end cái vlog của mình ở đây. We ended our karaoke session at one. Thank you guys for bringing me around. It's been such a fun trip. It was so short though. Yeah. So I'll come back. Come again. I'll come back. We'll go and find you again. Yeah. Thank you, Kim. Let's stay gorgeous with me, okay? That's how I end my vlog. Okay. One, two, three. Stay gorgeous.